bản thân rằng là hè này kiểu gì cũng phải mua một em về để sử dụng. Nó vô cùng ngon đấy anh em ạ. Lô, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và thời gian gần đây thì mình có nhận được khá nhiều những cái yêu cầu là anh ơi làm top 5 chai nước hoa mùa hè đi. Tại vì sắp đến hè rồi và đang trọng là giá phải rẻ. Và sau một cái thời gian mình lựa chọn thì mình sẽ phục vụ yêu cầu của anh em, đó là đi comment cho các bạn 5 mùi hương sử dụng mùa hè cho nam giới. Và 5 mùi hương này thì do mình lựa chọn nên là nó sẽ không đại trà, nó sẽ không phổ biến như những chai mà các bạn đang mong chờ như là Gió Trắng, như là Alouon Sport hay là Versace Perfume đâu. Mà đây là 5 mùi hương nó có phần khá đặc biệt và nó có giá cũng khá là rẻ, khi mà dưới 2 triệu đồng là các bạn để sở hữu chai 100ml rồi. Và mùi hương này thì khi xịt ra các bạn sẽ rất là khó đụng hàng với người khác, trừ khi là những người cùng xem video này và mua thì chắc là sẽ đụng hàng thôi. Và những cái mùi hương này thì nó rất là đa dụng, nên là tí nữa trong cái phần miêu tả review thì mình sẽ không nói về cái thời điểm sử dụng của nó nữa nha. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu đó là 5 mùi hương nào. Let's go. Ở vị trí số 5 đó chính là chai nước hoa Encinoy Sport của nhà Lalit. Đây, em ở đây. Đó, em này thì mình đã từng có một cái video review rồi và nó nằm trong top 5 chai nước hoa là rẻ từ rất là lâu rồi, thì mình sẽ để link ở trên này. Như bạn nào chưa xem thì mình sẽ nói qua. Thì chai nước hoa này nó sẽ rất là phù hợp với những anh chàng tầm từ 27 tuổi đổ ra, và nó theo cái tính cách gọi là hơi trầm tính, hơi hướng nội một chút, ít nói. Tóm lại là nó qua cái thời kỳ trẻ trâu, cho cái thời kỳ bùm chất chát nổ tung beng lên rồi. Đây là một cái mùi hương mà dành cho những bạn nào gọi là thích thưởng thức, thích ngồi nhâm nhi những tách cà phê buổi sáng cuối tuần. Thì khi các bạn xịt cái mùi của Encinoy Sport ra thì các bạn sẽ hình dung ra một cảnh tượng, đó là bạn đi vào một khu vườn sau một cơn mưa vậy. Cái mùi nước, rồi cái mùi cỏ cây tràn đầy sức sống, rồi cái mùi rễ cây, đặc biệt là mùi rễ cây, các bạn ngửi đến mùi gỗ, đặc biệt là cái mùi rễ cây của vetiver trong ngoài rất là rõ ràng. Và cái mùi hương này thì mình nhớ rằng là có một lần xịt vào mùa hè và đúng trời mưa thì mình có cảm giác rợn cả sống lưng luôn. Thì đây là một cái mùi hương như vậy. Nó sẽ không dành cho những bạn nào newbie đâu, tại vì các bạn phải chơi nước hoa một thời gian và các bạn phải thích nốt hương cỏ vetiver này thì các bạn sẽ yêu nốt hương này. Và dry down của chai này thì nó có phần hơi aquatic một chút, nên là da bạn nào không hợp thì nó chưa chắc đã lên chai nước hoa này hay đâu. Và hiện giờ thì chai nước hoa này nó có giá khoảng tầm là 1 triệu đồng thôi cho 100ml này, rất là rẻ đúng không? Vậy thì nếu như anh em nào đang thích cái nốt hương cỏ hương bài vetiver này thì anh em sở hữu qua chai nước hoa này, 1 triệu đồng, rất là rẻ. Đó là vị trí số 5. Em nào vị trí số 4 bây giờ nhỉ? Thực sự là hơi khó lựa chọn. Ôi, em này đi. Của nhà Ishi Miyake. Ra thì cái tiếng này nó hơi khó đọc ấy, đó là tiếng Pháp ấy. Thì các bạn cứ biết là Ishi Miyake, khi mà Perfume thì mình sẽ để cái tên nó ở dưới này cho các bạn dễ dùng nhá. Tại vì cái này nó có đọc phiên bản Order Toilet EDT. Thì chai nước hoa này là một chai nước hoa mà mình cũng mới được ngửi thôi. Mình được những anh em recommend là đây là một chai nước hoa mà các anh nên thử qua vào mùa hè. Cái mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn sẽ phải wow, nó sẽ nổ tung. Một cái tổ hợp citrus nó nổ tung ngay trước mũi bạn. Nhưng mà cái citrus này nó rất là khác với những mùi hương khác nha. Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn hãy cảm thấy nó có vai giống hơi sủi sủi, nó có vai giống kiểu soda ấy, của một ly soda vậy. Nhưng mà nhanh khoảng tầm 5-10 phút thôi nó sẽ mất cái hiệu ứng sủi sủi đấy, và nó sẽ là một cái vị hơi kiểu đắng đắng, nó hơi mặn mặn của hơi tanh tanh của nước biển. Và sau đó là một kiểu nó là tổ hợp giữa những cái mùi của mùi hơi chua chua quả yuzu. Thì mình cũng chưa ngửi con này, tóm lại là giống của mùi cam quýt thôi, mùi chanh. Và sau đó thì sẽ là cái mùi của những loại rau cỏ gì đó. Đấy, nghe rất là hay đúng không? Anh em xịt thì sẽ đảm bảo là sẽ không đụng hàng với những cái mùi hương hiện nay bây giờ. Nó mùi hương này thì thực sự là nó rất là chân thực, nó rất là tươi mát. Nó không kiểu giả tạo như là những chai nước hoa như là Versace Perfume. Nếu như các bạn ngửi kỹ, ngửi lâu thì các bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng mà chai nước hoa này thì nó hoàn toàn không như vậy. Dry down của Ishi Miyake này thì nó lại là một cái tông khá là mát mẻ và cực kỳ là dễ chịu và định mũi.
nó có thể hơi khó ngửi ban đầu, nhưng mà khoảng tầm một tiếng sau thì nó lại rất là dễ chịu. Và mùi hương này thì nó tỏa hương ở mức trung bình thôi, và nó lưu khoảng tầm 10 tiếng, rất là tốt đúng không? Em Equinox Sport kia thì nó chỉ lưu hương có tầm 6 đến 7 tiếng thôi, còn em này nó lưu tầm 10 tiếng liền. Rất là tốt cho một cái mùi hương mùa hè. Và nếu như bạn nào đang là kiểu tìm một cái mùi hương citrus xịt mùa hè mà đã chán những cái mùi hương hiện đại bây giờ thì các bạn để tìm đến Chanoa này. Đây là một cái mùi hương citrus mà mình đã ngửi thấy từ những năm cách đây khoảng tầm 10 năm rồi. Và những bạn nào mà chơi nước hoa lâu thì chắc chắn đã từng thử qua trên nước hoa này. Một mùi hương citrus rất là cổ điển, rất là chân thực, rất là tươi mát và thực sự là rất là dễ dùng. Và trên nước hoa này thì nó có giá khoảng tầm 1.2 triệu đến 1.3 triệu cho 100ml, rất là rẻ. Ở vị trí số 3 đó chính là trên nước hoa của nhà Atelier Cologne, đó là Orange Sangui. Đây, các bạn nhìn thấy. Thì nếu như bạn nào mà hay xem phim Hàn Quốc thì chắc là các bạn sẽ biết đến chai nước hoa này. Đại khái là mình cũng không hay xem phim Hàn Quốc lắm, nhưng mà mình nhớ là có một khoảng thời gian thì có một cái anh gì đẹp da, anh cầm chai nước hoa này tặng người yêu hay gì đấy. Thì từ đấy xong thì chai nước hoa rất là hot, khoảng tầm cuối 2018 đầu năm 2019 ấy, thì chai nước hoa này rất là, cái bộ, cái nhà nước hoa này rất là hot. Và đây là một chai nước hoa mà mình đã mua để dùng, chai 200ml liền. Chai này thì nó có những cái size như là 200ml này, 100ml và một chai 30ml, nó có bao da rất là đẹp. Nếu như bạn nào mua được mang đi dùng rất là đẹp luôn, nếu như bạn nào thích. Thì đây là một cái mùi hương nó miêu tả đúng một ly nước cam vừa phát ra. Nếu như các bạn muốn hình dung chai hoa này nhà, các bạn cầm một quả cam bạn vất ra, các bạn ngửi thấy cái mùi đấy nhà, thì cái mùi này nó đúng như vậy luôn. Khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng sau thì chai hoa này lên cái mùi hoa trắng khá là rõ, hoa nhài, hoa cam rất là rõ. Và trên da mình thì em nó dry down tầm 3 tiếng sau thì nó có phần bị hơi kiểu soppy, hơi kiểu người yêu mình ngửi thì bảo là mùi nước lau nhà, đại khái là kiểu sunlight ấy, thứ ấy. Đấy, nếu anh em thích, anh em nào thích mùi sunlight thì cứ mua. Hoặc là anh em nào thực ra thì nói thế cũng không phải để chê, nhưng mà tại vì trên da mình thì nó hay bị ngả cái thiên hướng, hơi bị soppy một chút, nên là những bạn nào mà mua chai nước hoa này các bạn nên thử trước. Và chai nước hoa này thì mình nói thẳng luôn là nó bám khá là kém, chỉ được tầm 4 đến 5 tiếng thôi. Và cái độ tỏa hương thì nó ở mức gọi là trung bình yếu. Ấy, kiểu học sinh vớt vát ấy. Nên là mình đã phải mua hẳn 200 để mỗi lần mình xịt thì chai này mình có thể tán đến tầm 7-8 lần liền. Và chai này thì nó vô cùng đa dụng, anh em độ tuổi nào cũng thể sử dụng được, một chai nước hoa mà xịt ít tập, đi làm, đi chơi hay xịt lúc nào cũng được, vô cùng là hợp lý, kể cả già trẻ xịt đều ok. Nó chỉ có mỗi cái là nó bám tỏa kém. Và bám tỏa kém thì anh em mua chai 200 này có giá 3 triệu, anh em xịt tẻ. Và chai này thì nếu như bạn nào mua chai 100ml thì nó có giá tầm 1.7 triệu, 1.8 triệu gì đó. Hoặc là nếu như bạn mua chai 30ml thôi, nó có một set hay sao ấy, rất là đẹp. Và đó là vị trí số 3, Atelier Cologne Orange Sangui. Ten ten ten. Anh em trông có giống chai Mỹ Hảo không? Đây, mình zoom vào cho anh em nào. Nhìn trông giống chai Mỹ Hảo không? Nhưng mùi hương nó chả giống Mỹ Hảo thế nào luôn, mùi hương nó ngon vãi luôn. Đây là chai nước hoa Mugler Cologne, anh em của nhà Thierry Mugler ấy. Cologne mà đây là phiên bản Come Together. Thì khi ngửi cái chai nước hoa này ở đầu vòi thì anh em có thể thấy rằng là cái mùi xạ hương nó rất là rõ ràng. Anh em nào dị ứng xạ hương sẽ ngửi thấy ngay. Mình cũng là một người gọi là ngửi được cái nốt hương xạ hương này rất là rõ. Thì mình ngửi phát thấy ở vòi xạ hương rất là rõ. Nhưng mà khi xịt ra, thôi thì xịt luôn. Thì khi xịt ra, đây là một cái mùi hương nó có phần hơi đắng đắng của vỏ và chanh, và có phần hơi ngọt của cam quýt và một chút của hoa. Nhưng mà khoảng tầm nửa tiếng sau khi xịt thì các bạn sẽ thấy rằng là cái vị đắng này nó dịu xuống, và cái vị ngọt cùng với hoa nhài, hoa cam cùng với xạ hương nó làm cái mùi hương có phần dày, khá là dày, một cái mùi hương mùa hè khá là dày. Và cái thực sự rằng là đây là một cái mùi hương xài hè mình rất là thích, thực sự là rất là thích.
Thực ra thì đây cái bản này là phiên bản mình đi mượn thôi. Mình thích cái phiên bản, mình ngửi thích là tại vì mình thích cái phiên bản bản Cologne bản thường của nó, nhưng mà khi xịt bản này mình thích hơn. Thì cái phiên bản này thì thực sự là anh em có thể lựa chọn cả phiên bản Come Together này hay là cả phiên bản gốc của nó cũng được. Hai phiên bản đều gọi là nó không quá là khác nhau, nhưng mà với phiên bản Come Together này, một phiên bản ra sau, thì mình thấy rằng nó có phần tinh tế hơn, nó có phần hiện đại hơn. Đại khái thế, khi mà nó cho nốt hương xạ hương vào, nó làm mùi hương có phần dày hơn và có phần tinh tế hơn, nó không đơn giản như cái phiên bản gốc. Nên là mua phiên bản nào cũng được, tại vì giá nó rất là rẻ. Cái này thì mình nhớ không nhầm nó khoảng tầm 1,5 triệu gì đấy, cho 1,5 triệu 1,6 triệu tùy giá thị trường cho 100ml. Và chai hoa này nó lưu hương trên da mình khá là tốt, khoảng tầm 7-8 tiếng. Còn cái phiên bản kia, phiên bản gốc thì nó cũng khoảng tầm đấy. Và đây một chai nước hoa dành cho những anh em nào mà thích cái kiểu sạch sẽ, ăn mặc lịch sự này, gọn gàng, sạch sẽ, và cần một cái mùi hương nó phù hợp, nó tổng hòa tất cả những cái điều đó. Khi ngửi cái là kiểu ngửi phát là biết ông này sạch sẽ, thơm tho, thế thôi, không cần phải quá là quyến rũ, không phải là hấp dẫn gì cả. Thì đây là một cái mùi hương có thể đáp ứng được điều đó. Các bạn xịt đi tập, đi chơi cũng được. Chai này thật xịt đi tập best luôn. Anh em đừng có coi thường những cái chai nước hoa giá rẻ và từ những cái thương hiệu nó không nổi tiếng như này. Nhưng mà thực sự rằng là những phiên bản gốc của nó được đánh giá rất là cao, và cái phiên bản ra sau này cũng được rất nhiều người yêu thích. Vì thế nên là mình đã recommend cho các bạn. Đây là vị trí số 2 một chai nước hoa anh em cần phải sở hữu trong mùa hè. Ở vị trí số 1 chắc chắn là một chai nước hoa là mình thích nhất rồi. Mình cũng mới muộn thôi, nhưng mà sau khi xịt thì mình tự nhủ bản thân rằng là hè này kiểu gì cũng phải mua một em về để sử dụng. Nó vô cùng ngon đấy anh em ạ. Đó chính là chai nước hoa Minty Men. Đây. Đó. Nhìn thôi anh em đã biết là chắc chắn là rất là ít người biết cái nhà nước hoa này. Đó là nhà nước hoa Dame Perfumerie. Ui, mình ngửi từ hôm mượn về đến giờ đến hôm nay mình thích vãi. Và đang gạ nó bán lại, nhưng mà hồi chắc mua chai mới. Tại vì giá của nó cũng có 1,7 triệu, 1,8 triệu cho một chai 100ml thôi. Rất là đẹp. Thì anh em muốn biết mùi hương ở nhà không? Đây là một cái mùi hương mà anh em hình dung rất đơn giản. Anh em đã uống trà Dimac Bạc Hà bao giờ chưa? Trà Dimac Bạc Hà nha, chứ không phải trà sữa trước hay là trà gì đâu. Đây là trà Dimac Bạc Hà. Đó. Thì khi anh em đổ nước nóng vào và cho đá vào thì cái mùi trà bạc hà nó lên sộc thẳng vào mũi. Đây là một cái mùi hương mà khi anh em xịt ra nó đúng là như vậy luôn. Mùi trà nó vô cùng rõ luôn anh em ạ. Xịt ra phát mùi trà đập vào mũi, trà cùng với bạc hà đập thẳng vào mũi các anh em luôn. Mùi hương rất quen thuộc, rất là nịnh. Mình khi mình xịt ra mình bảo wow, trời. Tại vì mình là một thằng không thích trà, mình đi off nước hoa ấy, có rất nhiều anh em thích trà nhưng mà mình không thích trà. Nhưng mà khi xịt cái trà này, đây là mùi trà xanh, thì mình lại vô cùng thích. Mình bảo uầy, kiểu gì cũng phải mua. Và sau khi cái mùi bạc hà nó dịu xuống thì cái mùi trà lại được kết hợp cùng một cái vị ngọt hơi kiểu sữa sữa béo béo. Nó lại ra kiểu trà sữa ấy. Kiểu lúc đầu là trà bạc hà, lúc sau là trà sữa, ngon vãi chưởng. Thêm ít trân châu cho lên đây cho người yêu ngửi chắc là nó cắn gãy tay luôn. Tôi đảm bảo anh em mùi này cực kỳ là hấp dẫn. Và khi anh em xịt cái mùi này thì anh em phải xác định rằng là sẽ có rất nhiều người hỏi là anh xịt cái mùi gì mà thơm thế, mà lạ thế, nó giống mùi trà sữa thế. Và chai nước hoa này thì anh em xài mọi lúc mọi nơi, nó không nồng, nó không gắt, không khó chịu đâu. Anh em xài hè, xài đông cũng được. Xài đông thì chắc là xịt nhiều hơn một chút, xài hè thì vô cùng luôn, bét luôn. Đây là chai nước hoa mình phải sở hữu trong hè này. Mình rất là thích chai nước hoa này. Chắc là phải tìm hiểu thêm về nhà nước hoa này để mua xem có những cái phiên bản nào tốt hơn không. Về độ bám tỏa của em nó thì em nó tỏa hương có phần hơi kém khi mà các bạn phải đưa tay lên ngửi, hoặc là người nào tiếp xúc gần thì mới ngửi thấy. Còn về độ lưu hương của nó thì em nó chỉ được tầm 6-7 tiếng thôi. Nhưng mà với tầm giá đấy và với một cái mùi hương như này thì anh em phải mua, tôi nói thật, anh em phải thử qua mùi này. Tôi nghĩ rằng là sẽ 10 người thử chắc là tầm 8 người thích cái mùi hương này, chỉ còn 2 người kia là không biết cùng trà, không thích cái mùi trà sữa. Và cái mùi này mình nghĩ rằng là các chị em gái sẽ rất là thích. Và đó là vị trí số 1 của ngày hôm nay, Minty Men. Và vừa rồi đó là 5 chai nước hoa có giá dưới 2 triệu đồng và sử dụng vào mùa hè, và mình recommend tới các bạn nam.
và mình đảm bảo các bạn rằng các bạn khi xịt những cái mùi hương này, các bạn nhận được rất nhiều lời khen, những lời hỏi han, và các bạn sẽ không đụng hàng bất kỳ những cái mùi hương phổ biến nào trên thị trường ở đâu. Và nếu như bạn nào đã có một trong năm mùi hương này rồi thì các bạn hãy comment cho những người khác biết về cảm nhận của bạn ở phía dưới, và đừng quên like, subscribe và chia sẻ ở kênh YouTube của mình. Và nếu như đã có năm mùi hương mùa hè giá rẻ rồi thì chắc chắn là mình sẽ làm năm mùi hương có tầm giá cao hơn một chút, để những bạn nào có kinh tế tốt hơn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Và nếu để làm được điều đó thì các bạn nhớ share video và nhớ like, subscribe kênh YouTube của mình nha, để có thể nhận được những cái video mới nhất. Bây giờ thì xin chào, hẹn lại, bye bye.